Ok, thì cái video hôm trước mình đã hoàn thành xong một số cái kiến thức cơ bản của object, đối tượng trong JavaScript. Thì bây giờ mình sẽ có một cái bài tập ứng dụng nhỏ ha. Thì cái bài tập này là mình đã làm trong cái video thử thách số 1 đây. Là tính chỉ số BMI của hai thằng thằng Mark và thằng John theo cái công thức này và thực hiện cái việc so sánh. Bây giờ mình sẽ học object rồi mình sẽ tư duy theo một hướng khác, đó là mình lập trình theo kiểu hướng đối tượng. Thì cái yêu cầu nó sẽ khác một xíu ha. Mình sẽ tạo ra hai cái đối tượng để lưu những thông tin của thằng John và thằng Mark. Thì những cái mình cần lưu ví dụ như là cân nặng này, chiều cao này. Đó là hai cái thuộc tính quan trọng mình cần phải lưu. Ngoài ra mình có thể lưu thêm cái thông tin khác ví dụ như là full name, tên của thằng này nữa. Rồi mình coi như John và Mark là mỗi object. Thì mỗi object này á mình cần phải tính cái thông tin đó là chỉ số BMI của mỗi thằng. Cho nên là cái việc tính này mình có thể tạo ra một cái function, tạo ra một cái method của mỗi object dùng để tính toán dựa vào những thuộc tính của object đó. Đó là chiều cao và cân nặng. À, và mình sẽ hiển thị ra kết quả ra màn hình. Thì hiển thị kết quả ra màn hình thì thay vì mình còn sao lock cái dòng như này á, tại vì bữa hôm trước là mình chưa có học về cấu trúc điều khiển, cho nên mình hiển thị ra một cái câu hỏi và hiển thị về true hoặc false. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ áp dụng cái cấu trúc điều khiển XL ở đây để mình hiển thị ra xem thằng nào có chiều cao lớn hơn. Ok, thì mình đã tạo sẵn một cái file train04.js như này. Mình sẽ tạo ra một cái đối tượng ha, và John này bằng. Rồi ở đây mình thêm một số thông tin thôi, ví dụ là full name mình ghi là John Smith, mass cân nặng ví dụ như là 59 kg, rồi chiều cao đây là 1m65, 1m65. Đó là ba cái thuộc tính, ba cái property mà mình lưu cho cái object này. Ngoài ra mình có thể lưu thêm một cái method nữa, đó là cái tính chỉ số BMI này. Đó, tính chỉ số BMI mình sẽ tạo ra một cái function như này. Thì đó là cái cấu trúc của thằng John. Tương tự mình copy lại cái này. Mình tạo thêm như thằng Mark. Mark Smith chẳng hạn. Đó, hàng này trùng họ ha. Rồi cân nặng mình cho là 69 đi. Đây là 1m7. Đó là thông tin này mình phải tự quyết định ha. Trong quá trình lập trình thì mình phải tự quyết định cái thuộc tính nào mình cần phải lưu, thông tin nào cần lưu và mình cần phải tính toán cái gì. Thì mình sẽ tự quyết định cái phần property và cái phần method. Như bạn thấy là trong trường hợp này á, cái công thức tính chỉ số BMI mình khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên mình thấy là hai thao tác này nó sẽ giống nhau. Hai thao tác này nó sẽ giống nhau. Cho nên thay vì mình khai báo riêng từng thằng ở đây nè. Ví dụ nếu khai báo riêng á, thì mình sẽ ghi như này là this return, return về this.mass chia cho chiều cao bình phương thì mình gom nhóm lại this.height nhân với this.height. Đó, nếu như viết riêng thì mình sẽ viết như này. Tương tự ở đây cũng là this.mass và this.height. Thì mình thấy sau này cái hàng của mình nó sẽ phức tạp hơn, nó sẽ có nhiều dòng hơn ở đây nữa. Ví dụ đây to do cái gì đó mình không biết ha, tại vì đó là yêu cầu sau này. Tương tự ở đây cũng vậy. Thì thay vì mình viết riêng như vậy á, mình có thể khai báo chung nó vào một cái hàm bên ngoài. Ví dụ mình tạo đây một cái hàm là can BMI chẳng hạn. Đó, nó là một cái function như này thôi. Về cấu trúc thì y chang. Copy lại đây. Thì các bạn thấy là cái biến this này á, nó chỉ có tác dụng khi nó gắn liền với một đối tượng nào đó thôi. Còn cái hàm này của mình là nó là cái hàm riêng. Nó là cái hàm riêng. Cho nên là nếu như mình khai báo hàm riêng như này á và mình gọi bên ngoài này thì nó không có tác dụng gì cả nha. Nó không có tác dụng gì cả tại vì nó không có gắn liền với một object nào hết. Cho nên biến this này nó sẽ không biết, nó sẽ không hiểu được là John là mass. Cho nên nó sẽ không có thuộc tính là mass với lại height. Thì mình chỉ làm một cái việc đó là mình trỏ cái địa chỉ của cái hàm này dành cho cái thuộc tính này thôi. Thì cái chỗ này nè, thay vì mình khai báo riêng như này á, mình sẽ khai báo cho nó một cái thuộc tính là can BMI. Cái thuộc tính này nó sẽ trỏ tới cái địa chỉ của thằng can BMI phía trên. Đặt tên khác cho mọi người dễ hình dung ha. Ở đây là BMI thì cũng được. Cái BMI này nó sẽ trỏ tới cái địa chỉ của cái hàm. Tương tự ở đây cũng vậy.
Thì có nhiều bạn nhầm lẫn ở đây, có nhiều bạn ghi như này là sai ha, ghi như vậy là sai, tại vì bản chất ở đây á là lời gọi hàm, lời gọi hàm nhé, đây là lời gọi hàm chứ không phải là trỏ địa chỉ hàm. Mình phải ghi như này thì nó sẽ coi như cái can BMI này là một cái biến, tại vì mình hàm mình học rồi, hàm mình có ba cái khai báo mà. Mình có thể khai báo như này, hoặc là mình khai báo là can BMI bằng một cái function, cái thân hàm nó sẽ y chang đây, thân hàm sẽ y chang. Cách thứ nhất hay là cách thứ hai á thì nó cũng là một biến thôi. Bây giờ mình sẽ thử console.log nè, mình xem cái type of, cái toán tử type of của thằng con BMI phía trước bằng. Đó, hôm trước mình học type of cho một biến đúng không, cho một kiểu dữ liệu thông thường thôi, còn bây giờ nó là một cái hàm. Một cái hàm thì kiểu dữ liệu của nó sẽ là function. Ok, run lại này. Đây, bạn thấy là mặc dù hai cách khai báo khác nhau nhưng mà nó còn là một biến thôi, mình cũng coi như nó giống như là một biến ha. Và cái này kiểu dữ liệu của nó là function, thì nó không nằm trong cái kiểu dữ liệu cơ bản, cho nên cái phần phía trước mình không có giới thiệu, thì hôm nay mình mới giới thiệu này, kiểu dữ liệu nó là function ha. Cho nên là mình sẽ gán cái biến này cho cái hàm bên dưới, ví dụ hai hàm khác nhau đi, ở đây mình sẽ là con BMI, ở dưới đây là con BMI 2 cũng được, không sao cả ha, cách nào cũng được đó. Thì các bạn sẽ thử này, mình sẽ console.log cái this ở đây, this ở thằng con BMI bằng, còn đây là this ở thằng con BMI 2 đó. Giả sử như mình gọi cái hàm nó đơn lẻ đi, mình gọi nó ở vị trí này mà con BMI 2 nhìn rõ không? Đây, khi mình gọi cái hàm ở vị trí này á thì bạn mình coi this là gì ha, thì bạn thấy là this nó không phải là join đúng không, mà nó lại là cái window, tại vì window chính là cái cửa sổ màn hình đó, là cái tầm vực global đó, cho nên là trong đây nó sẽ không có cái mask, không có cái mask và cũng không có cái hay, không có mask và cũng không có hay, cho nên là nó sẽ tính toán cái biểu thức này bị sai, tính toán biểu thức này bị sai. Giả sử này mình console.log cái dòng này ra xem có nó trả về cái gì, tương tự phía trên cũng vậy, rồi lên lại nó sẽ trả về cho mình một cái chữ, biến là not a number, tại vì cái đó là một cái dữ liệu không hợp lệ ha, không có dữ liệu nào cả cho nên nó không tính toán được, sai là như vậy. Thì cái thằng này á mình phải gọi thông qua cái đối tượng là John này, thì ở đây mình sẽ console.log cái BMI của thằng John bằng, thì mình phải gắn liền với đối tượng đó ha, John này chấm tới BMI. Thì nếu như mình chỉ ghi như vậy thôi á thì nó sẽ hiểu đây là một cái biến bình thường, là nó hiển thị ra cái thân hàm này đó. Còn mình muốn gọi hàm thì mình phải điền vào cái dấu ngoặc tròn đó, mình phân biệt được hai cái cách như vậy ha, một cái lời gọi hàm và một cái là trỏ tới cái địa chỉ của hàm đó được lưu trong máy tính, tại vì một biến này, một biến nó đều có một cái địa chỉ để lưu vào trong bộ nhớ của máy tính ha. Rồi tương tự đây mình sẽ ghi là BMI của thằng Mark, đây là Mark, rồi run lại thì mình sẽ có được hai giá trị này. Thì bạn thấy này, biến this ở trên đó, biến this ở cái thằng ở phía trên nó là của thằng John, còn biến this này là của thằng Mark. Thì mình ghi ra hai hàm như vậy thôi cho mọi người dễ thấy thôi, chứ thực ra là mình viết chung được nha. Ở đây mình comment này đi, comment lại dòng này, ở đây mình khai báo là dòng 29 này, mình khai báo chung hàm luôn, mặc dù hai thằng này đều trỏ vào chung một cái hàm, tức là đều trỏ vào chung một cái địa chỉ, thì cái phần địa chỉ đó chỉ là cái phần hiện thực hàm thôi, còn thực tế cái biến this trong mỗi lần truy xuất nó sẽ khác nhau. Run lại, đây đều trỏ vào chung hàm này, nhưng mà cái biến this ở phía trên và biến this ở phía dưới trong hai ngữ cảnh khác nhau thì nó sẽ là hai cái con trỏ this khác nhau. Ok, mình comment rồi cho nên chỗ type of này nó sẽ là undefined này, type of này nó sẽ là undefined.
Tại vì cái hàm phía trên mình comment rồi ha. Đây, comment luôn cái dòng 11 đi. Rồi, mình sẽ sử dụng thử cái từ khóa là debugger để mình thực hiện cái việc thực thi từng dòng. Thực thi từng dòng. Run lại. Giống buổi hôm trước mình học thôi. Nó sẽ dừng ngay cái dòng 35. Mình sẽ sử dụng cái công cụ ở góc này, đó là step này, F9 này, để chạy từng dòng một để mình xem cái cách nó chạy như nào ha. Thì từ dòng 35 nó sẽ nhảy tới dòng 36. Thì trong dòng 36 á, nó sẽ có một cái lời gọi hàm. Thì khi nó gặp cái lời gọi hàm này, nó sẽ nhảy vào trong cái hàm đó. Thì khi nó nhảy vào trong cái hàm này, các bạn để ý ở góc phía này, nó có một cái phần là local này. Local. Nó có một cái biến this. Cái biến this lúc này nó sẽ là của thằng John. Cho nên là mình có thể lấy được những cái thông tin, ví dụ là this.mask, this.hey là của thằng John. Và thực thi tới dòng số 3. Thực thi tới dòng số 3 thì nó sẽ có cái return value là 21.67. Bạn thử tính bằng tay thử xem có đúng hay không ha. Rồi, sau khi thực thi xong cái hàm này thì nó sẽ nhảy ra đây. Và nó console chống lock ra cái dòng này cho mình. Đó là cái thứ tự. Tương tự hiện tại đây mình chỉ có 3 dòng thôi. Bây giờ mình sẽ chạy tiếp cái hàm thứ hai. Cái hàm thứ hai thì nó cũng chung địa chỉ hàm. Tuy nhiên á, cái object gắn liền của nó là một cái thằng khác, là thằng mark. Cho nên là cái nhảy vào đây á, cái biến local của mình là của thằng mark chứ không còn là của thằng John nữa. Đó là hai ngữ cảnh khác nhau. Rồi, nó thực thi tiếp cái dòng số 2. Thì sau khi thực thi cái dòng số 2 á, thì nó sẽ hiển thị ra đây cho mình cái dòng this con BMI của thằng mark. Đây, của thằng mark đây. Rồi, thực thi tiếp cái dòng số 3. Sau khi thực thi dòng số 3 nó sẽ tính toán này. Tính toán nó sẽ có một cái return value là 23.87. Rồi sau khi return value rồi nó sẽ trả về cho cái này. Thì thằng console cho lock nó sẽ hứng cái giá trị đó. Nó sẽ hiển thị ra màn hình. Ở đây là console chống lock BMI của thằng Mark là bằng 23.87. Vậy thì mình đã thực hiện xong cái tính toán. Bây giờ mình chỉ cần if else thôi. Khi mình đã tính toán xong rồi, mình sẽ if else ở đây. Nếu như mà cái John.BMI này này mà nó lớn hơn cái Mark.BMI thì mình sẽ hiển thị ra một cái dòng. Đó là BMI của thằng John nó sẽ lớn hơn BMI của Mark. Hiển nhiên ha. Vậy thì về việc so sánh lớn hơn thì mình sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thằng John lớn hơn. Trường hợp thứ hai là thằng Mark lớn hơn. Và trường hợp cuối cùng là hai thằng này bằng nhau. Ok. Sẽ else if thêm một cái nữa này. John.BMI thằng này nhỏ hơn thằng Mark. Thì nếu như nó nhỏ hơn thì mình sẽ hiển thị ra một cái console.log là BMI của thằng Mark lớn hơn BMI của thằng John. Và trường hợp còn lại thì mình không cần else if nữa, mình chỉ cần else thôi. Nó sẽ nhảy vào trường hợp là bằng nhau. Không thằng nào lớn hơn, nó sẽ bằng nhau thôi. BMI của John và Mark bằng nhau. Rồi, run lại thử này. Mình sẽ còn comment lại cái dòng debugger rồi. Ok, F5. Đây, thì bạn thấy là nó lại in ra cái miếng disk. Thì mình sẽ comment lại miếng disk luôn ha. Cho nó tránh việc in ra nhiều lần. Disk ở đây. Rồi, run lại. Thì nó sẽ tính cho mình chỉ số của ông John là 21.67 và chỉ số của ông Mark là 23. Cho nên nó sẽ in ra cái dòng là BMI của ông Mark lớn hơn BMI của ông John. Bây giờ mình sẽ giả lập cái trường hợp là thằng này bằng nhau đi. Thì thằng này mình cũng sửa lại là 59. Thằng này là 65. Thì mình dự đoán là nó sẽ in ra hiển thị cái dòng là BMI của hai thằng này bằng nhau. Thử ha. Rồi, ok, vậy là cái logic của mình đã đúng rồi. Nó sẽ in ra cái dòng là BMI của John và Mark bằng nhau. Đó là cái tư duy theo một cái hướng khác ha. Thì hôm trước khi mà mình học về object và array, mình có một cái lưu ý đó là nếu như mình truy xuất vào một cái phần tử, cái này là trong mảng, hoặc là một cái thuộc tính,
Đây là trong object, không hợp lệ. Thì mình biết rồi, nếu như mình truy xuất vào một cái phần tử hoặc là một cái thuộc tính không hợp lệ mà mình gắn bằng cho nó một cái giá trị nào đó thì nó sẽ sinh ra cho mình, sinh ra mới cho mình cái giá trị đó luôn. Tương tự object cũng vậy. Thì hiện tại ở đây nè, các bạn thấy là cái object của mình á, mình chỉ có ba thuộc tính và một object thôi, à, một method thôi. Tuy nhiên cái chỗ này, nếu như ở đây thay vì mình return, mình sẽ truy cập vào cái biến list, mình chấm tới một cái BMI value chẳng hạn, bằng. Vậy thì đây là mình đang truy xuất vào một cái thuộc tính không hợp lệ và mình gắn bằng cho nó một cái giá trị mới. Thì theo lý thuyết nó sẽ tự động sinh ra cho mình cái thuộc tính mới luôn. Và đồng thời mình sẽ return về cái thuộc tính này. Return về thuộc tính này, this.bmi value. Hoặc là thậm chí mình không cần return cũng được. Cái này mình coi như nó chỉ là một cái thủ tục thôi cũng được. Thủ tục tính toán thêm cái phần tử này, và cái phần tử này nó lưu trực tiếp vào cái biến đó luôn. Nó lưu trực tiếp vào cái object đó luôn. Vậy thì ở đây khi mình còn console nhóm lock ở dòng 3738 á, thì các bạn thấy nó sẽ ra cái gì? Nó sẽ trả về là undefined, là bởi vì mình không còn cái dòng return nữa. Tức là nó không còn là hàm nữa, nó chỉ là thủ tục thôi, thực hiện một cái tác vụ nào đó thôi. Vậy thì mình sẽ console, mình sẽ comment lại cái dòng này. Ở đây đơn giản chỉ là lời gọi hàm. Và đơn giản đây cũng chỉ là lời gọi hàm thôi. Mình sẽ bỏ lại cái debugger ở chỗ này ha. Nó sẽ theo dõi nè. Run. Nó sẽ chạy tới cái dòng 39. Thì ở đây bạn thấy là cái biến join của mình, object join của mình nó là có ba thuộc tính dĩ nhiên ha, full name, hay và mask. Và khi nó chạy vào cái hàm này, khi nó chạy vào cái hàm này á, thì nó sẽ truy xuất vào một cái thuộc tính không hợp lệ. Nó tính toán. Và sau khi tính toán xong thì các bạn thấy là cái return value là undefined này. Tuy nhiên cái disk của mình lúc này là thằng John á, rõ tới cái địa chỉ của thằng John, nó sẽ có thêm một thuộc tính nữa, đó là BMI value. Vậy thì sau khi thực thi xong cái hàm này á, bạn thấy là cái biến John của mình này, nó sẽ có bốn thuộc tính và một method. Còn thằng Mark, thì chỉ có ba thuộc tính và một method thôi, tại vì nó chưa thực thi cái hàm. Bây giờ mình cũng thực thi cái hàm của thằng BMI của thằng Mark. Nó sẽ chạy vào cái dòng này. Và khi chạy vào cái dòng này á, nó sẽ sinh thêm cho mình một cái thuộc tính nữa, đó là BMI value. Vậy thì sau hai cái hàm này, sau hai cái thủ tục này, thì thằng John nó sẽ có bốn thuộc tính, thằng Mark nó cũng có bốn thuộc tính. Thì mình sẽ không còn so sánh dựa vào cái hàm nữa ha. Mình sẽ tính một lần thôi. Mình tính một lần thôi và mình sẽ so sánh ở cái dạng khác. Comment lại. Mình so sánh ở cái dạng là mình truy xuất vào cái biến BMI value. Đó. Ở đây là mình truy xuất vào cái biến BMI value, chứ mình không còn truy xuất vào cái method nữa. Mình tính toán một lần duy nhất ở đây thôi. Ok. Và run lại tương tự, mình cũng comment console lock lại cái dòng này. Đó. Ở đây thay vì truy xuất vào cái method, nó tính toán đi tính toán lại nhiều lần, thì mình chỉ truy xuất vào một thuộc tính là xong. Ok. Rồi, run lại. Thì các bạn thấy là mình cũng hiện thị ra được cái giá trị giống y chang hồi nãy là 21,67 và hai này bằng nhau. Ok, mình sẽ sửa lại giá trị ha. Sửa lại thằng này là 6, thằng trên đi. Cho lớn hơn thì 69. Đây là 1,7. Rồi. Thì chỉ số khối cổ thể lúc này của thằng John sẽ cao hơn là 23,87. Và nó hiển thị ra cái dòng là BMI của John lớn hơn BMI của thằng Mark. Đó. Thì sau này trong quá trình làm á, mình sẽ áp dụng những kiến thức cơ bản của mình, và mình phải tự hiện thực cái tư duy logic. Ở đây nó gọi là tư duy lập trình này. Cái này không có sẵn ha, cái này mình phải tự nghĩ ra, và dựa vào tùy vào cái việc mà bài toán nó phức tạp hay là đơn giản thì mình sẽ có cái tư duy khác nhau. Còn phần kiến thức của object nó chỉ như vậy thôi là xong.